Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với cà phê, hồ tiêu, cây sắn, đến với mảnh đất Quảng Trị hôm nay, chúng ta còn bắt gặp một màu xanh bạt ngàn của cây chuối mật mốc. Đây là loại cây trồng đã đổi thay đời sống phát triển kinh tế xã hội của người dân nơi đây. Cùng với việc hướng dẫn canh tác tập trung, nâng cao chất lượng, nhiều giải pháp xúc tiến thương mại, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm, được ngành công thương Quảng Trị đặc biệt quan tâm. Có thể nói mặt hàng nông sản chuối mật mốc tuy mới xuất hiện trên địa bàn Quảng Trị khoảng những năm đầu thập niên 80 đến 90 của thế kỷ trước. Nhưng với lợi thế về địa lý và thổ nhưỡng, loại cây nông sản này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con vùng cao biên giới. Chuối được tập trung tại huyện Hướng Hóa và Đắk Rông, trong đó xã Tân Long, Hướng Hóa có diện tích lớn nhất tỉnh. Thời gian gần đây, nhờ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, từ mặt hàng chưa có tên tuổi, chuối mật mốc nay đã trở thành mặt hàng nông sản nổi tiếng của khu vực miền Trung, gió Lào, cát trắng. Không chỉ người tiêu dùng cả nước biết đến mà còn được xuất khẩu. Thì hiện nay thì diện tích của chuối của huyện thì cũng có trên 3.000 hecta và tập trung chủ yếu ở các xã dọc đường chín và một số xã vùng lìa. Và trong cái giai đoạn tới và định hướng tới của huyện ấy, thì cũng vẫn là tiếp tục là khuyến khích để phát triển cây chuối. Thì đối với cái sản phẩm chuối này cũng đã đề nghị và được Bộ Khoa học Công nghệ là cấp là nhận hiệu chuối tập thể. Đây là một trong những cái điều kiện thuận lợi để giúp cho sản phẩm này là tham gia đối với các cái thị trường kể cả trong nước cũng như nước ngoài. Và nếu như là có đối với cái sản phẩm này mà bước đầu được tham gia trong cái thị trường trong nước cũng như là xuất khẩu ra thị trường ổn định thì cũng có cái đề nghị cũng được có cái sự quan tâm cũng như là Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương là quan tâm hỗ trợ đối với cái việc mà chế biến cũng như bảo quản sau thu hoạch đối với sản phẩm để nhằm là tăng cái giá trị cái sản phẩm đối với cái sản phẩm chuối. Cũng bởi cây chuối mật mốc mang lại nguồn thu nhập cao nên bà con nông dân thật thà, chất phác nơi đây có giai đoạn ồ ạt mở rộng diện tích. Khi nguồn cung vượt cầu do phát triển tự phát, thị trường lại phụ thuộc vào thương lái và chỉ xuất khẩu được sang Trung Quốc, nên chuối mật mốc thường xuyên bị ép giá. Cụ thể, giai đoạn 2016-2017, có những lúc giá chuối đang từ 7.000 đến 10.000 đồng 1 kg, đã giảm xuống chỉ còn khoảng 1 đến 2.000 đồng 1 kg. Trước thực trạng này, để ổn định thị trường và đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm cho người dân nơi đây, ngành công thương Quảng Trị đã tích cực triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc cung cấp thông tin thị trường, kết nối giao thương, tăng cường chế biến sâu, tìm đầu ra cho quả chuối mật mốc. Qua các việc làm thiết thực hiệu quả như hỗ trợ kinh phí cho hợp tác xã Tân Thành xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, hỗ trợ kinh phí và kỹ thuật sản xuất chế biến chuối quả ép chiên chân không, tổ chức thành công hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản tỉnh Quảng Trị năm 2018. Tại hội nghị này, siêu thị Bixi miền Trung và công ty cổ phần nông sản hữu cơ Quảng Trị đã ký biên bản ghi nhớ tiêu thụ các sản phẩm chuối mật mốc, tổ chức đoàn doanh nghiệp tìm kiếm thị trường Campuchia, Thái Lan, làm việc với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào trong việc thông quan để các sản phẩm từ chuối sang thị trường nước thứ ba được thuận lợi. Từ Trung Quốc ngân nhập thì Sở Công Thương cũng có mời về để tham dự trong khu vực đó là Thái Lan với Lào, cũng kêu gọi các ban ngành cũng tạo điều kiện giống như xe mình qua lại trong khu vực của Lào thì cũng có cái lời nói từ Sở Công Thương họ giúp đỡ thì người ta tạo điều kiện. Mình cũng cần sản xuất ra chế biến để tiêu thụ nội địa để có một cái thị trường lớn mạnh trong nội địa mình, đó là một cái thế mạnh. Hiện nay hợp tác xã chúng tôi cũng đã có một cái nhà máy chuối sấy và tiêu thụ thì khoảng 30 tấn chuối tươi trên một tháng và cho ra sản phẩm thì 3 đến 4 tấn chuối ra thành phẩm. Qua Sở Công Thương thì cũng có hỗ trợ và thêm kết nối cung cầu của về Sở Công Thương thì cũng có ký bản viên bản với siêu thị Pepsi và sau khi thủ tục đã hoàn thành thì hợp tác xã chúng tôi cũng dự kiến là bao tiêu thêm sản phẩm cho thêm hơn 20 hộ dân trong chuỗi trên địa bàn nữa. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại cho hàng nông sản nói chung và chuối mật mốc nói riêng trong thời gian tới, Sở Công Thương Quảng Trị cho biết hàng năm sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan tổ chức bình quân từ 7 đến 10 đoàn doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong và ngoài nước, tổ chức khoảng 8 đến 10 hội chợ triển lãm thương mại tại Quảng Trị. Trong đó nổi bật là hội chợ công thương khu vực miền Trung Tây Nguyên, nhịp cầu xuyên Á Quảng Trị với định kỳ 3 năm một lần. Tiếp tục tham gia kết nối cung cầu hàng hóa, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các tổ chức xúc tiến thương mại.
Trong thời gian tới thì Sở Công Thương tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu, các hội nghị tiêu thụ kết nối để tiêu thụ các mặt hàng nông sản của tỉnh Quảng Trị, trong đó có mặt hàng chuối, mật mốc, đẩy mạnh chương trình mà phát triển thị trường trong nước gắn với chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cũng mong muốn là Bộ Công Thương qua các chương trình khuyến công quốc gia, rồi chương trình xúc tiến thương mại quốc gia là hỗ trợ cho địa phương trong khâu là kết nối tiêu thụ nông sản, và đặc biệt là làm sao để đưa các nông sản của tỉnh vào hệ thống siêu thị và chuỗi bán lẻ ở thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Với sự nỗ lực trong xúc tiến tiêu thụ nông sản, hy vọng thời gian tới các mặt hàng nông sản thế mạnh của Quảng Trị sẽ có vị trí nhất định trên thị trường. Doanh nghiệp có điều kiện liên kết, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, qua đó đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh.